liệu rằng có một thứ công thức nào đó có thể mô tả được bản chất của chiến tranh, định nghĩa lại chiến thắng và thay đổi bản chất của mọi cuộc chiến không? Đó chính xác là những gì mà một nhóm các phi công trẻ người Mỹ đã nghĩ tới. Họ đã vẽ ra một ý tưởng được cho là điên rồ với mục tiêu là giảm thiểu gần như tuyệt đối tổn thất về nhân mạng và kết thúc chiến tranh chỉ sau một chiến dịch ném bom. Ý tưởng đó là gì mà những người lính Anh lại gọi đó là khoa học viễn tưởng của những tay lính mộng mơ người Mỹ? Ý tưởng đó là gì mà nó đã trở thành nền móng vĩ đại cho các học thuyết chiến tranh hiện đại của Hoa Kỳ và thế giới? Hãy đọc The Bomber Mafia, Giấc mơ, Cám dỗ và Đêm dài nhất trong Thế chiến 2 để thấy sự bền bỉ, đổi mới và khôn lường của chiến tranh như thế nào. Trong cuốn sách lịch sử này, Malcolm Gladwell đã đan xen những câu chuyện của một thiên tài người Hà Lan và chiếc máy tính tự chế của anh ta, một nhóm anh em ở trung tâm Alabama, một kẻ tâm thần người Anh và các nhà hóa học tại Harvard, tất cả như một bức tranh tuyệt hảo về sự cách tân, về hành trình đổi mới, với những ngã rẽ để bất ngờ nhưng cũng không kém phần thú vị của hành trình ấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Trong số hàng ngũ tướng lĩnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam sinh năm 1927, mất năm 1975, tư lệnh quân đoàn 4, vùng 4 chiến thuật quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một nhân vật hiếm hoi, không bị liệt vào hàng bẩn tướng, cùng hàng với những kẻ bất tài, vô dụng, buôn lậu tham ô tham nhũng, gái gú lăng nhăng, hèn nhát. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày cáo chung của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, không như những viên tướng tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa khác, to mồm hô hào tử thủ, rồi ôm của bỏ mặc binh lính chạy trốn ra nước ngoài trước đó như Ngô Quang Trường, Nguyễn Duy Hinh hay Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, tướng Nguyễn Khoa Nam vẫn ở lại và sau đó ông ta đã tự sát. Vậy cái chết của ông ta diễn ra như thế nào và ai đã chứng kiến ghi chép lại? Hãy cùng tìm hiểu qua video của Battle Cry nhé. Lưu ý, video dẫn lại lời kể của ông Lê Ngọc Danh, cựu trung úy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kiêm tùy tùng của tướng Nguyễn Khoa Nam. Video chỉ có mục đích tìm hiểu lịch sử, không có mục đích chính trị tuyên truyền cổ suý cho chế độ cũ. Trung úy Lê Ngọc Danh kể lại rằng: tình hình chung vào tháng 3 năm 1975 rất là căng thẳng. Vùng 1, vùng 2 đang đánh lớn, còn vùng 3 và vùng 4 thì vẫn còn nguyên vẹn. Tư lệnh, tức chỉ thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, đi họp liên tục ở Bộ Tổng tham mưu, lúc thì ở dinh độc lập gặp tổng thống, lúc thì ở dinh phó tổng thống. Thời gian còn lại, tư lệnh thường tới các tiểu khu và sư đoàn, nhưng đến nhiều nhất là tiểu khu Long An, Định Tường, Kiến Tường và Châu Đốc. Vào đầu tháng 4, quân giải phóng tấn công mạnh nhằm vào quốc lộ 4 thuộc hai tiểu khu Định Tường và Long An. Sư đoàn 7 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa chịu trách nhiệm khu vực tiểu khu Định Tường, còn sư đoàn 22 bộ binh rút từ vùng 2 chiến thuật về chịu trách nhiệm khu vực tiểu khu Long An. Vào buổi trưa, tư lệnh đến tiểu khu Long An để biết tình hình địch. Quân giải phóng đã pháo rớt một quả đạn 122 ly trên giữa cầu Long An nhưng không gây thiệt hại gì. Quân giải phóng càng ngày càng tấn công mạnh vào quốc lộ 4. Tư lệnh ngày đêm đến các đơn vị hay gọi điện thoại khích lệ tinh thần chiến đấu, không để mất vị trí và bỏ chạy, nên quân giải phóng không chiếm được một vị trí nào cả. Tình hình càng ngày càng căng thẳng, dân chúng di tản bằng tàu thủy hay máy bay, có nhiều thuyền trở về quân đoàn 4 đổ dân xuống vùng Tri Tôn, Sa Đéc. Trong lúc này, tư lệnh rối bời lớp lo phòng thủ, lớp lo thăm viếng an ủi dân đã di tản từ vùng ngoại ô. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam ra lệnh các tiểu khu ra sức cứu trợ nạn nhân chiến cuộc. Tư lệnh chỉ thị các đơn vị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quân đoàn 4 và nhất là giữ vững quốc lộ 4, đừng để quân giải phóng cắt đứt. Tướng Nam đặc biệt đến thăm tiểu khu Châu Đốc, đi bộ thăm vòng đai phòng thủ quy mô của tiểu khu. Những ngày kế tiếp, họp liên tục với các tiểu khu và sư đoàn. Áp lực quân giải phóng vẫn nặng ở quốc lộ 4. Tiểu khu trưởng tiểu khu Long An xin gặp tư lệnh báo cáo tình hình nguy ngập và xin giật sập cầu Long An. Tướng Nguyễn Khoa Nam yêu cầu các đơn vị phải tử thủ và viết nhật lệnh đọc trên đài phát thanh. Tuy nhiên, khi bản nhật lệnh được đọc thì lại không có đoạn tử thủ. Tư lệnh buồn và chắp tay về phía sau, đi tới đi lui trong phòng làm việc ở Bộ Tư lệnh. Đêm ngày 29, quân giải phóng tấn công mạnh ở phi trường thuộc tiểu khu Vĩnh Bình. Quân giải phóng đã nhiều lần đánh rát vào phi trường nhưng bị đẩy lùi. Các tiểu khu xin chi viện nhưng câu trả lời đều là không, bởi lúc này khí tài và lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa đều hao hụt nặng. Tình hình sáng 30 tháng 4 thì càng vắng vẻ hơn, dân chúng đi lại thưa thớt,
xe cộ hạn chế. Về tinh thần binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn hăng say chiến đấu. Các đơn vị không nơi nào bỏ vị trí, không nơi nào bị quân giải phóng chiếm đóng, mặc dù quân giải phóng vẫn tăng cường những cuộc tấn công mạnh. Vào 10 giờ sáng, tôi được báo cáo là thiếu tá Tránh Văn Phòng rời văn phòng bỏ đi cùng với đại tá tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu Phong Dinh cùng một số sĩ quan. Lộ trình là ra sông Hậu rồi ra biển. Tôi vội xuống hầm, nơi làm việc của tư lệnh. Tôi thấy tư lệnh đang ngồi và viết ở bàn làm việc. Tư lệnh thấy tôi, theo thường lệ, đã kéo lệch cặp mắt kính xuống và hỏi: "Có gì không?" Trình thiếu tướng, thiếu tá Tránh Văn Phòng và đại tá tỉnh trưởng Phong Dinh đã bỏ đi cùng với một số sĩ quan bằng tàu theo sông Hậu. Tư lệnh điểm nhiên không giận và nói: "Đi hả? Đi làm chi vậy?" Nói xong, tư lệnh tiếp tục xem giấy tờ, thái độ trầm tĩnh, không la không buồn. Bất chợt, tiếng của Tổng thống Dương Văn Minh vang lên trên đài phát thanh. Ông tuyên bố đầu hàng vô điều kiện với quân giải phóng và nói: "Tất cả các đơn vị trưởng và anh em binh sĩ ở yên tại chỗ, bàn giao vị trí cho chính phủ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam." Tôi vội xô cửa vào phòng làm việc của tư lệnh và nói: "Tổng thống Dương Văn Minh đã..." Tôi chưa nói hết câu thì tư lệnh nhỏ nhẹ cắt ngang lời tôi nói: "Qua đã nghe rồi." Tôi lặng người, chậm chậm bước ra. Trong lúc này, nhiều lần tư lệnh phó liên tục đi vào cửa chính gặp tư lệnh. Qua điện thoại, đại tá tiểu khu trưởng tiểu khu Long An xin gặp gấp tư lệnh. Lần thứ hai, đại tá xin giật sập cầu Long An để cắt đường quân giải phóng chuyển về vùng 4. Tư lệnh bảo tôi chuyển lời: "Cầu để yên, không được phá sập." Trưa ngày 30 tháng 4, sau khi ăn cơm trưa tại câu lạc bộ Cửu Long về, tư lệnh đi thẳng vào phòng làm việc. Qua lỗ kính nhỏ thông qua phòng làm việc, tôi thấy tư lệnh đang soạn một số giấy tờ để trên bàn. Tư lệnh nhìn từng trang một rồi từ từ xé bỏ vào xỏ rác. Khoảng 2 giờ chiều, tư lệnh bấm loa gọi tôi: "Danh xuống đây." Tôi bảo. Tôi vào phòng trên, đi theo cầu thang xuống gặp tư lệnh. Ông đang ngồi sofa, nhìn về hướng bản đồ vùng 4. Thấy tôi đến, tư lệnh nói: "Danh tháo bỏ những danh giới, những mũi tên trên bản đồ xuống giúp tôi." Tôi từ từ tháo bỏ. Nhìn tổng quát, tôi thấy bản đồ chia ra từng ô nhỏ, từng mũi tên xanh đỏ cho đầu vào nhau. Những răng bừa màu xanh với những mũi tên đỏ chĩa vào. Có thể đây là bản đồ về cuộc tử thủ vùng 4 chiến thuật như để đồn. Tôi tháo gỡ tất cả những băng keo bỏ vào sọt rác. Tháo xong tôi nói: "Trình thiếu tướng, em đã tháo xong." "Được rồi." Vào khoảng 4 giờ chiều, quân cảnh ở phòng chờ nên gặp tôi và nói: "Có hai ông quân giải phóng mặc đồ thường phục trên dưới 50 tuổi xin vào gặp tư lệnh." Tôi nói: "Anh bảo họ chờ một chút để tôi chỉnh tư lệnh." Tôi gõ cửa và gặp tư lệnh và nói: "Trình thiếu tướng, có hai quân giải phóng mặc thường phục xin vào gặp thiếu tướng." "Được, mời họ vào." Tôi xuống phòng khách gặp hai quân giải phóng. Tôi thấy hai người đang chờ ở đây. Một người thì cao ốm, nước da trắng, tóc hoa râm, độ trên 50 tuổi, ăn mặc thường phục giống như thầy giáo. Một người hơi thấp, nước da ngâm đen, cũng mặc thường phục. Họ đi tay không, không mang giấy tờ và cả vũ khí. Tư lệnh chào hỏi và mời ngồi sofa. Tôi bước nhanh ra phòng làm việc, gọi người hạ sĩ quan mang trà vào. Tôi mang vội khẩu súng côn và lấy khẩu AR-15 lên đạn và bước nhanh vào phòng làm việc của tư lệnh. Tôi đứng sau hai ông quân giải phóng này với tư thế sẵn sàng cách khoảng 4 thước. Tôi sợ rằng hai ông này ám sát tư lệnh. Tay súng sẵn sàng, nếu hai ông này có hành vi lạ là tôi nổ súng bắn liền. Tư lệnh ngồi đối diện với họ, đang nói chuyện rất nhỏ, tôi không nghe được. Bất chợt tư lệnh ngước lên nhìn tôi và bảo: "Danh đi ra ngoài để tôi nói chuyện." Tôi ấp úng trả lời: "Dạ, em ở đây với thiếu tướng." "Được rồi, không sao đâu, em ra ngoài đi." "Dạ." Tôi lại ra phòng làm việc, súng vẫn ở thế thủ, mắt nhìn về hướng theo kẽ hở của cánh cửa đang hé mở. Tôi thấy tư lệnh với họ vừa uống trà vừa nói chuyện. Cuộc nói chuyện kéo dài trên 10 phút. Tư lệnh và hai người chỉ nói chuyện, không đưa sổ sách hay giấy tờ gì cả. Hồi lâu, hai người đứng dậy giã từ. Tư lệnh bắt tay, rồi hai người theo cửa trước ra về. Tư lệnh ngồi buồn, kề đứng dậy đi tới đi lui như lúc trước. Thời gian này rất căng thẳng và ngộp thở. Tôi suy nghĩ lung tung, nếu quân giải phóng chiếm được vùng 4 thì tư lệnh sẽ ra sao? Tại sao tư lệnh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra? Bây giờ còn đi ngoại quốc được không? Còn máy bay không? Hay là thiếu tướng có người thân phía bên kia? Những câu hỏi đã tự vây chặt trong lòng tôi. Khoảng 6 giờ rưỡi, tư lệnh sửa soạn về tư dinh rồi nói với tôi: "Danh chuẩn bị xe đi thăm bệnh viện Phan Thanh Giản." Xe chở tư lệnh từ văn phòng đi thẳng vào bệnh viện. Tư lệnh đến thăm từng giường thương binh, kẻ nằm, người ngồi, băng tay băng đầu, có người mất một chân, chân còn lại quấn dây băng treo lên trên giá.
tư lệnh đi từ đầu phòng tới cuối phòng, hỏi thăm từng bệnh nhân, rồi tư lệnh đi qua dãy kế bên và tiếp tục hơn 1 giờ buồn tẻ và nặng nề chậm chậm trôi qua. Qua ánh đèn của bệnh viện, tôi thấy tư lệnh đưa tay nâng sửa cặp mắt kính đen và hai giọt nước mắt từ từ chảy lan dài trên khuôn mặt đau thương. Tư lệnh nén đau thương, người đã khóc, khóc không thành tiếng và những giọt nước mắt tự nhiên tuôn trào. Tư lệnh bước hơi nhanh ra cửa bệnh viện. Ra sân, tư lệnh dừng lại quay mặt nhìn vào bệnh viện. Tư lệnh đứng yên bất động khoảng 1 phút rồi bước vội ra xe không nói gì. Sự im lặng quá nặng nề. Suốt trên đường về Tư Dinh, tư lệnh không nói một lời nào. Về tới Tư Dinh, tôi thấy quân cảnh vẫn còn gác ở cổng. Tôi đi một vòng xung quanh, những vọng gác vẫn còn người gác. Tuy nhiên, tôi thấy ít lính đi tới đi lui như mọi khi. Có lẽ họ đã bỏ đi bớt. Trong suốt đêm 30 tháng 4, tư lệnh và tôi hầu như không ngủ. Khoảng 3 giờ sáng, tôi rón rén bước vào phòng tư lệnh một lần nữa. Thấy tư lệnh đang nằm yên, không biết là ngủ hay thức. Vì trong lúc nằm nghỉ, vẫn mang cặp kính đen. Tôi cũng quá mệt, ra phòng làm việc, ngả lưng trên sofa một chút. Vang vang bên tai, những loạt AK nổ liên hồi. Chắc là đối phương đang nổ súng mừng chiến thắng. Sáng hôm sau, tư lệnh bước chậm chậm theo từng nấc thang lên tầng trên. Tôi và anh Việt nối bước theo sau. Tư lệnh ra sân thượng, đứng sát bên lan can, mắt nhìn ra đường Hòa Bình ở trước cửa dinh. Tôi đứng bên tay phải tư lệnh, anh Việt đứng bên tay trái. Trước đường, vài xe qua lại, người thưa thớt vắng vẻ như chiều 30 Tết. Bất chợt, thiếu tướng bật khóc. Tướng Nam cố nén tiếng khóc không bật thành tiếng. Những giọt nước mắt cuộn tròn chảy ra trên khuôn mặt đau buồn. Tôi cũng khóc, anh Việt cũng khóc theo. Ba người đứng đây mặc cho nước mắt tự do tuôn chảy. Tôi nghĩ tư lệnh di tản nước ngoài lúc này không kịp rồi. Tới đây, quân giải phóng có bắt tư lệnh không? Có bắn tư lệnh không? Nếu sự việc xảy ra thì phải giải quyết thế nào? Tôi đang miên man suy nghĩ, tư lệnh xoay lưng chậm chậm theo bậc thang xuống tầng dưới. Từ ngoài nhìn vào bàn Phật, tư lệnh ngồi trên ghế sofa, phía bên phải, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên bàn thờ. Tư lệnh đứng dậy, đến bên bàn thờ, lấy 3 cây nhang đốt, vái 3 vái và cắm vào lư hương, gõ 3 tiếng chuông, bong, 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 xong vái 3 cái tiếp. Xong tư lệnh về ngồi nơi cũ, hai tay để trên bàn gỗ sofa, nhịp nhịp như không có chuyện gì sắp xảy ra. Bất chợt, tư lệnh xoay qua bảo tôi, danh ra ngoài, bảo Việt dẫn vợ con đi đi. Dạ, tôi thầm nghĩ, tư lệnh và tôi độc thân, chắc tư lệnh nghĩ cách khác. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa bước ra sân, hướng về phía phòng trung úy Việt. Tôi vừa đi khỏi cột cờ một chút thì nghe tiếng nổ đoàng phát ra từ hướng bàn thờ Phật. Tôi xoay người trở lại, chưa kịp bước thì trung sĩ Ngộ Thất Thanh chạy tới la lên, đại úy ơi, thiếu tướng tự sát rồi. Trong lúc sợ hãi, anh Ngộ gọi tôi đại úy. Tôi chạy nhanh vào, thấy cảnh tượng hãi hùng chưa bao giờ gặp. Tư lệnh ngã ngửa hơi lệch về phía sau sofa, đầu hơi nghiêng về phía bên trái. Khẩu côn 45 vẫn còn trong tay, buông thõng xuống lòng tư lệnh, nhưng những ngón tay cầm súng đã nới lỏng. Cái chết của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam diễn ra là như vậy. Thi thể của ông ta sau đó đã được y sĩ trung tá Hoàng Như Tùng, y sĩ trưởng quân y viện tại quân y viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ và mai táng trong nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại Cần Thơ. Bia mộ được chị ruột của tướng Nam là bà Nguyễn Khoa Diệu Khâm, mẹ của Hải quân trung tá Nguyễn Mạnh Chí đi từ Sài Gòn xuống Cần Thơ để dựng. Năm 1984, hài cốt của tướng Nguyễn Khoa Nam được cải táng và hỏa thiêu, cho cốt đem về để tại chùa Quảng Hương Già Lam, địa chỉ số 498/11, đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người đã cho rằng trong tình huống không có máy bay để di tản thì tướng Nguyễn Khoa Nam đã chọn cách tự sát là do ông ta sợ có nợ máu thì sẽ bị quân giải phóng trừng trị. Điều đó không ai kết luận là đúng hay sai. Một số ý kiến khác thì lại cho rằng có thể trước khi tự sát, ông ta đã nghĩ tới tình huống sẽ bị những chiến hữu và người thân của họ trả thù vì đã nghe theo những toan tính điên cuồng, đặc biệt là mệnh lệnh tử thủ của ông ta chống trả lại quân giải phóng tới cùng mà họ và người thân của họ đã phải trả giá thích đáng. Tuy nhiên, thực tế trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, chấp hành theo tuyên bố của chính quyền cách mạng, rất nhiều người phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ra trình diện đi học tập cải tạo và nhận được sự đối xử khoan dung. Video này được thực hiện bởi Battle Grand Người Kể Sử, nơi có những video hấp dẫn nhất về lịch sử Việt Nam. Nếu bạn thích thú với video này, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe để theo dõi thêm các video trên kênh mình nhé. Nếu như các bạn quan tâm tới lịch sử thế giới, hãy ghé kênh Battle Grand Lịch Sử Thế Giới, nơi có các video hay nhất
về lịch sử của thế giới nhé. Nếu các bạn yêu thích lịch sử và giã sử của Trung Hoa, có thể truy cập vào kênh Battleground Trung Hoa Sử Ký để theo dõi các video mới nhất của team mình. Ngoài ra, Battleground Khám Phá cũng sẽ là một địa chỉ tuyệt vời dành cho các bạn yêu thích những chủ đề về địa chính trị, văn hóa, xã hội và địa lý. Tất cả các kênh đều được gắn link truy cập ở phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.